Vui quá xa là vui, nhà trai bên gái anh ấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá ven bờ vui, xuân xanh thì họ tươi thắm trong ngày vui. Thì cô thích thì sao đấy thì đâu đâu đâu
nó tụi tao chỉ không thích là trả lại đó. Không có, nó nghe nè, giờ thấy anh đưa 5 triệu ra mua cái Samsung xài, em xài Samsung của em rồi. Đâu phải em ham tiền, ham bạc gì đâu, mà nói gì á. Chứ không, chứ em nói cái mắt cái đó là cũng giờ mua lại cũng phải 5 triệu. Giờ đưa 5 triệu cho em ra mua cái khác. Không phải, mà quan trọng mới là tiền bạc, anh hiểu không? Mà quan trọng mới là tại diễn tiếc ấy, là cái điện thoại của em nó có hình ảnh trong đó thôi. Còn người ta cho hình gì? Hình có hình thể không? Có hình ảnh không quên? Hình thằng người yêu cũ hả? À, mà tiếc ông nói không? Ông gì anh Thể? Thằng đó tên gì anh Thể? Thì bây giờ nói nó nghe nè. Bây giờ nói nghe nè. Anh đưa 5 triệu rồi lấy cái iPhone, lấy cái điện thoại của anh xài luôn. Thôi anh bị gì á, ôi, nói chung là người ta có lòng người ta cho. Sao mấy bữa em cứ mấy bữa em nói với anh là em xài Samsung quen rồi. Không, em xài Oppo quen rồi, nhưng mà thiệt đúng là em xài Oppo quen, còn cái iPhone ấy đỡ đỡ thôi chứ. Sao đến? Chứ trong kia cái hình Oppo của em là hình ảnh nè, với lại sinh nhật tặng đó, người ta tặng đó, ba tặng đó. Ghê vậy. À, ghê. Cái đó mới quý hơn không? Thì dĩ nhiên là cái đó quý hơn, mà không có thì tạm tạm cũng được. Chậm dí nó buồn nó thấy không? Chậm dí bao nhiêu nỗi buồn phải quay về với tôi. Thấy buồn một mà giờ vui tới gấp 5-7 lần luôn đúng không? Mày không có đâu đi tiền. Chậm dí cái nỗi buồn. Buồn gì mà sao ai buồn có chút xíu, buồn có qua tới nay mà giờ sao bữa nay. Ủa mấy người rảnh không, tưởng nào buồn mà cũng đi sinh nữa. Tôi em cũng muốn nỗi buồn như vậy. Trời ơi, thôi chị là tại chị không ham, tại lỡ thì người ta cho thì mình nhận thôi chứ. Bây giờ nói chết mình phải rửa hả? Thôi mới phải rửa. Đúng rồi, đi rửa, đi ăn đi. Ê, dục xuống hồ này rửa mẹ. Ê, anh vô duyên của anh mọi ơi, hư đó. Dục xuống hồ này rửa mẹ nó. Trời. Em ngồi xa em thấy thơm đó. Ông xạo xin dí lại buồn, xin dí. Thôi giờ lấy nhẹ trồng nước mía nè. Tiền người ta anh trả tiền ship hết là 35 ngàn. Người ta ship từ Sài Gòn về. Đó. Anh trả tiền ship, không trả tiền ship 35 ngàn. Không nhớ. Ý là muốn bây giờ tóm lại là muốn em bao trồng nước mía đúng không? Đúng rồi. Lấy nhẹ trồng nước mía thôi. Thì cứ bảo thì bao đi, thẻ trả tiền cũng được. Em gặp mày, gặp em. Rồi thôi được rồi, mọi người yên lặng để cho em. Thì nói chung là bữa nay em mời mọi người cũng được, không sao, có nhiêu đó vòng vòng hoài nãy giờ. Đi ngay, mình phải đi đua đây, ngay phải uống đi nước mía đặc không đường không đá. Không đá cho nhiều nước mía đi. Anh bị gì đó, em nói là không phải là em gì ham tiền, anh hiểu không? Người ta cho cái gì thì mình xài cái đó thôi. Sao nói xài đi, iPhone nó không quen. Thì đúng là không quen thiệt, em không quen. Mà ta cho thì xài. Thì cho thì xài, chứ em vẫn thích Oppo của em hơn. Vậy thì anh mua cái Oppo mới đưa nó tỏi cho. Không, cái đó người ta biết là em gì tiền mà em tham mà em đổi kiểu đó, người ta coi ra gì. Lấy điện thoại ra quay lại gửi cho không? Mà thôi ra bán nước mía quay luôn đi. Ra quán nước mía mình quay lại mình nói cảm ơn người ta ha. Gửi cho người ta coi. A few moments later. Rồi thôi nãy giờ uống nước nhiều. Rồi đi về à, quên chứ. Phải thấy cầm cho bánh ấy. Lên đây ngồi nè. Bởi vì kêu người ta đãi ly nước mía xong rồi đi về. Ai mà biết đâu. Nay chủ sĩ mà chủ sĩ đãi. Quán có gì mắc đem hết dập cho à. Em. Cho em sờ đi. Bao nước mía thôi cho bộn. Dạ. Cho em sờ đi. Áo tử. Chị thầy. Cảm ơn anh. Nói cho từ đấy anh mười ấy. Chào anh nha. Tại vì em cũng mới vừa nhận được cái điện thoại shipper nó mới vừa giao đó, em mới cầm vô cho bé Thùy nha anh. Thì cũng quay một cái đoạn clip ngắn để gửi tới anh, để bé Thùy nó cảm ơn anh nha. Tại vì do ảnh tính kêu là ghẹo ghẹo chọc em gì đó, mà anh nói thôi anh không ghẹo chọc.
Sao kệ không mà sao anh này cũng hiền ha? Không, mà với lại sợ nhiều khi không biết giỡn qua giỡn lại rớt điện thoại bể anh không có tiền đền nữa. Chứ mà nó rẻ tiền là anh giỡn được. Nó mắc tiền quá. Cái này mắc tiền hay? Bằng iPhone với Oppo hơi mắc hơn không? Người máy cũ. Thì cái này nó cũng là, cái này là người ta mua về cửa hàng á, 99%. Cửa hàng sao là 99% là sao? Cái hàng thí dụ điện thoại giờ là 15 là 100%, cái 99% là đã qua sử dụng rồi. Rồi em nhận đi. Ê, anh em giao cho anh. Anh lên anh cảm ơn anh đi, anh Tuấn á. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Thì gọi là cảm ơn anh thì đi. Thì cảm ơn anh đi. Anh nhắn tin anh gửi cho cái dạ, anh này em... qua. Dạ em cảm ơn. Anh cần nói rõ vào thì tự nhiên cái tên đó không phải. Không phải tại thầy em vui em xúc động. Dạ em cảm ơn anh Tuấn đã gửi tặng cho em cái iPhone 16. 14. Hôm nay thầy nói nhầm á. Ai nói về 16 không phải à? Em nghe nhầm. 16 17 vậy luôn hả? Đã gửi tặng cho em iPhone 16 này. 14. Không quên. 15 chưa ra mà 16 gì. Mặc dù là em quen xài Oppo rồi nhưng mà kệ nhé, nhưng mà anh có lòng anh tặng em thì em cũng cảm ơn. Em nói gì kỳ vậy ta? Nói giống chơi vậy? Giống như là bị ép hả? Ê, thì nói giống như cái iPhone thua cái Apple vậy trời. Không có chơi nhưng mà tại do Oppo hồi đó thì em xài quen là em vẫn xài Oppo thôi chứ. Oppo cũng táo, iPhone cũng táo đó. Ủa nói... sao Oppo là táo được? Nó bồ là gì? Nó bồ là trái táo cái gì nữa? Ốc bồ. Ốc bò. Ốc bò. Của... Thôi mà mày cãi trong làm nó cái đó là gọi là ốc bò. Cái gì cũng thích. Nhưng phải ốc bò. Cảm ơn anh Tuấn. Đi cảm ơn. Hạ đi. Đứng nhảy mà nhảy bài mới tỏ. Rồi xong chưa? Cảm ơn anh xong chưa? Cảm ơn xong rồi. Rồi anh trả tiền nha. Rồi thì ok. Rồi, ba đứa uống rồi uống đi. Cái này em lo được. Ba uống, ba đứa mà uống đi. Ủa không phải chơi không hả? Không, anh chạy về chút xíu nữa anh vô lại. Không coi em đập hộp hả? Anh cũng... Ai cầm điện thoại nè, trả điện thoại nè. Ơi, sao cũng tay quá tiền đây. Ơi, chị đập hộp em rung tay theo luôn. Ơi, sao để điện thoại quay lại. Chắc xưa giờ chị đi đập hộp lần đầu không? Ơi, chị nghe nè. Đập hộp cái Oppo thì có rồi, nhưng mà cái này thì chưa. Cái này mắc lắm. Cũng mắc là như thì nó cũng nghe nữa. Cái kia một xíu không. Không, hơn mắc nhiều á. Sao vậy bà? Mắc không, để em làm quen. Ê, hồi nãy á, nhỏ có tin không chị? Nãy chị tưởng đâu là mọi người chọc chị không á. Chứ làm gì mà ai đâu mà tặng cái gì. Mới vô còn nói em chứ anh Thệ cũng được là chọc chị. Trời. Ai về đâu phải đâu. Trời ơi, chị nghĩ nát óc không thể đi tìm đi hái được bằng đầy hoa đó. 1, 2, 3 Bèn, tiếp xe. Đẹp ha. Ôi, cái màu cũng đẹp lắm á. Từ từ rung tay thiệt luôn á cả nhà. Ơi, nó còn nhẹ, nó còn nhẹ hơn cái máy điện thoại của chị luôn á tiền. Ừ, được, hàng xịn như vậy đó. Ủa, iPhone sao nhẹ không? Ơi, thiệt, nó nhẹ như giấy luôn á tiền, thả lắm. Ơi, cái này chắc hàng xịn. Cho thầy sờ xịn. Không, hàng xịn nên nó mới nhẹ. Cho thầy sờ xịn. Nhẹ hửng nha. Gì mát à? Ơi, nè, nhưng mà nhẹ hửng là như giấy luôn đúng không? Sờ. Ơi, cái điện thoại xịn á. Ê, cắt điện thoại xịn á. Trời ơi, sao mày hề trời. Nó nhẹ, giả mang. Ê, lần đầu tiên tôi mới gặp cái đó luôn á. Từ nha. Cái gì? Ê, nhưng mà đứa chị mày. Của chị mà. Trời. Ê, xịn á. Xịn gì mà xịn đi. Chúc mừng nha. Chúc mừng chị nha. Xịn cái này thì ai, làm biết có được. Cái này là mô hình, xin chúc mừng. Ủa, là sao? Hãy sắp bê 15 nghìn hay sao á? Đi ông Hùng chơi nữa rồi. Nhẹ heo mới quạt cái thể nào. Nhẹ heo quạt cái gió rồi. Chị bỏ thử lên ông, chị bỏ thử. Cái này là mô hình rồi, cái này là có nhẹ vậy. iPhone là nó phải đặt hớp vô. Trời ơi, cầm mệt mà thì cũng không biết nữa. Ủa, chị bỏ thử không coi được không? Em phải nói láo gì đâu.
Ôi hèn chị kiếm ủ xong mà nhẹ ăn giấy nữa. Đi chơi nữa rồi. Thôi cái này đem về quá. Mày cứ đánh tao hoài à. Đang bực bực, đang buồn nha. Sao mà ông đùa, sao mà đùa kỳ cục vậy? Chạy với mọi người vậy nè. Chơi mà chơi kỳ cục à. Ủa đem cái mô hình ra rồi xong mà nói là cái điện thoại. Điện thoại đâu ra? Hèn gì hồi nãy là nghe cái tên tủn tủn là tôi nghi rồi. Ủa có tủn không? Không có thật mà, không có người tên Tuấn nhưng mà ai biết được người ta. Ủa Tuấn chỉ là biệt danh thôi, chứ ai mà tên Tuấn. À, thì có khi người ta không lấy tên thật, người ta cho biệt danh thôi. Có không anh mời đặt tên Tuấn Tuấn á, ông ơi đặt cái gì đó. Ôi, mà sao ông chơi kỳ vậy trời. Cái này là do anh mời bài trò nè, không mà ai trơn á, Tuấn Tuấn là tên biệt danh của ông hay gì đó. Thôi à, được rồi, tính tiền đi vậy. Hết chuyện hẹn gì đó là ông hay bỏ ấy. Về ngang không là nghi nghi rồi. Không cho bỏ về ông trốn nhà về nhà ông bỏ ra tay rồi. Anh ơi tính tiền giùm em anh ơi. Là người ta tốn anh mấy chục mà hàng nó biết anh ơi tính tiền giùm em nha. Mình có 10 chục. Bó tay ông rồi đó. Ôi bó tay. Thôi kệ đi đây này về chân được nói vậy hết hết thôi. Thầy có biết chuyện gì đâu. Tôi chỉ có điện thoại mới. Rồi xin về lấy vé mua điện thoại mới có được. Hàng về nãy tao thấy hai người vô cười, tao hướng ở tao nghi nghi là hai người bày trò đúng không? Thôi bậy nha. Không có, thầy với tiền không biết chỉ á. Ăn cho có, nói cho có nha. Ủa tao thấy sao tao nói vậy, về tung bông tung hoa đầu giống như mừng cô dâu chú rể, hay quá ha. Thầy với tiền là tưởng nó từng thật ấy, mi nhộn nhịp vậy chứ không ai mà đi trêu ghẹo. Ủa thật chứ chưa, cái này là ba người hợp tác rồi. Cái gì? Cái quái gì ta? Cái mồm quá 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 bỏ mà. Ủa nhưng mà ai biểu con hết về nhà chữ ông chửi đây ai nghe. Bây giờ cái chơi mà chơi kề cục hà bỏ tay ở mua luôn, uống nước hết ngon luôn. Về nhà biết với tao nè. A few moments later. Chơi mà chơi thiệt luôn á. Xin chí hết nỗi buồn bà. Ủa mày chơi hay quá à. Em xin hết rồi. Ủa ơi ba người hợp tác chọc chú đúng không? Đâu thầy có biết gì đâu. Ủa thầy tưởng thật mà. Ủa thấy tôi chưa đủ buồn hả hay là sao? Không thầy tưởng thật thầy mừng cho tôi là thùy á. Đúng rồi anh em mừng cho còn rủ chơi. Hả hái hoa vô tặng cho chị nữa chứ đó mà chơi chị về biết cái khổ lắm. Thầy biết tiền hái hoa cả buổi chiều luôn á. Ủa vậy là mừng dữ chưa, mừng làm quá lên là làm như đúng rồi vậy. Trời ơi mà biết về ba ông thật sự thật á. Ủa mà cái gì tặng 14 rồi mới lần á sao mừng, tại vì nhìn vô sao chị biết không, rồi chị mới biết chứ bộ. À, mà ông cứ cho mình chờ đâu, ông chỉ bảo là ông mở lên cho mình nhìn thấy thôi, mình tưởng đâu là làm thôi kệ đi, cái lấy này làm cái quạt quạt mát chơi cũng ok. Cho mày về quạt. Ừ, kệ em đi. Để cho em nha. Em về, em sống ảo. Ủa thà không có thôi. Tự nhau người ta đang buồn mà cứ máy vô cái nỗi đau của người ta làm chi vậy? Thầy không có biết đấy, thầy từng thật mà. Mà không nhận ông Mười, ông chịu khó sang xếp be để tiền đồ chơi của mà. Mà ông cứ theo thầy sự thật, đang cái chuyện người ta đang mất điện thoại, một đầu cũng chết, ông còn đùa giỡn được ạ. Bởi cái này là tôi nghi chỉ có ba người luôn chứ đó mình ơn ông Hùng không thể nào vậy. Ủa làm gì mà tặng tôi tung bông tung hoa lên như đúng rồi thì... Cái này là ông với ông thầy ông mời sắp xếp với nhau thì có. Thế từng thật thầy mới bỏ cả một chiều, thế đang bỏ bò ngoài kia thầy vào thầy sắp xếp luôn đấy chứ. Không có bà ơi, nghĩ sao vậy? Anh em làm cho chị vui rồi, thấy nghe tin hôm qua khóc sướt mướt xong rồi hôm nay làm cho bà vui nữa, mình còn đôi thừa nữa. Tao vui bị lắm. Ông chơi luôn nè, cắt bông biết cắt mệt lắm không? Ủa tao vui lắm rồi, thêm mất 40.000 tiền nước mía nữa đó, vui hết sức luôn á. À, vui thật lét chọc cười còn không tưởng nổi nữa. Vui lắm em ơi, lòng anh cũng gái mùa xuân ha. Chắc là ông khéo thật, ông mùa lét cũng làm sao mà mình tin sái cổ luôn á. Thôi nè đem vô tối quạt quạt chơi có hơi điện thoại. Trời này ổng vô tao nghỉ chơi với ổng luôn. Nó nghèo còn tập mất cái mắt rút nữa, mất 40.000 luôn à. Mắt rút là gì? Em mất cái e bà nội ơi. Biết thì không biết thì ta giữ cùng mà nghe bị đặt văn với thơ. Ủa thì cái gút thì cũng biết thì thơ thì thôi. Ủa không có cãi. Ủa gút thì nó cũng là mà siết chặt lại thôi. Mà thầy thấy gì thôi.
ông cũng thấy buồn thì Thùy buồn á, ông vào ông kêu chọc cho Thùy cười á. Đúng rồi á. Ông không có ác ý gì đâu. Ha, vậy là rõ ràng ràng không, ha. Không thể suy nghĩ mình rõ ràng còn dám nói á là không phải, vậy là tôi thấy rồi nè, đúng rồi nè. Mời có bà ơi, nó còn ngầu nữa, nãy cười ha 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 là tan biến nỗi buồn rồi con. Có ai cười, tao có cười không? Ai có cười ơi thôi. Thầy cũng cười mà, thầy cũng mắc cười đó. Thấy chưa? Mà cũng mắc buồn hoài. Mà lúc đấy tưởng thật thì cũng vui. Ủa? Dạ không phải thì thôi. Nó qua rồi thì mình mua cho nó qua luôn đi. Vậy thôi, chạy dí nội buồn hoài buồn tiếp đi. Chạy dí. Chả hết á. Ủa mày nói nghe đơn giản, có phải của mày mất đâu mà mày biết buồn, mày biết xót. Thôi từ từ nào muốn ra thì ơi. Chứ giờ mất rồi mà làm gì? Không lẽ hả? Ok buồn hoài. Từ từ rồi mình làm. Buồn thì cũng buồn một chút rồi thôi. Thì buồn từ từ rồi nó cũng qua. Mình tiền từ từ mình làm cũng có à gì? Buồn làm chi em ơi. Lá xanh cùng buồn mày có thôi đi không tin. Tao đang bật nha. Giờ mày có đi về không ở đâu mà mày cứ nhảy đổ tay tao hoài luôn á. Tự nhiên à. Ủa làm gì? Ủa người ta đang bực đang buồn mà cứ nhảy buồn. Ủa thì buồn mực người ta giúp vui lên không vui thôi. Ủa, vậy đi về. Giúp vui mà nãy giờ hai người ba người là lấy cái dao đâm thẳng vô trái tim tôi nè. Thì quá đáng luôn rồi á. Ủa quá đáng chỗ nào? Thôi đùa cho vui thôi thì. Thôi mà ông biến cho tôi. Đừng giận nhá. Mọi người làm cho thì vui khoe khoang thôi mà. Ủa vui chứ không phải là quấy thêm nỗi đau sâu của người ta hả? Có thể đi chuyện không biết gì luôn á. Ủa người ta buồn bộ người ta muốn buồn hả hay là sao? Ý là chọc cho thì vui thôi. Ủa chiêu ghẹo gì mà kỳ cục vỡ hết chuyện rồi đi. Ủa cái đó là biết là quà kỷ niệm của người ta không? Rồi hình ảnh cái tư liệu người ta trong đó biết rồi, mất điện thoại tôi không tiếc luôn á. Biết rồi nhưng mà giờ mất rồi biết làm sao được. Vậy là chơi trái tim nhỏ bé của em mày bị tổn thương. Giờ mày hai người có đi về đi, nhảy giúp cái đầu luôn á. Không bỏ đâu, tí nữa thì chơi nhá. Chơi mệt quá, giờ có đi về không? Giờ tưởng đâu là được cái quốc hội không. Giờ mày có đi về không? Mày ở đó mày cười quạt. Ủa? Đi về. Jesus Christ, great.